Hello mọi người, mình là Thương Bìm từ blog Yogi Travel VN đây. Và bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập một chuỗi Vinyasa 30 phút tràn đầy năng lượng. Với những động tác dứt khoát, linh hoạt và mạnh mẽ, bài tập này sẽ giúp bạn tăng thêm cơ, giảm bớt mỡ và săn chắc lại toàn thân. Nếu bạn là người mới, nhớ check các video khác của mình nha và nhớ bấm nút màu đỏ đăng ký ở bên dưới. Nào, chạy thảm ra và bắt đầu thôi. Để bắt đầu, bạn ngồi lên giữa thảm. Bạn có thể gác một chân lên đùi bên kia, hoặc là ngồi dựa lưng vào tường, hoặc là gác chân lên hoa sen, bất cứ tư thế nào mà bạn cảm thấy ngồi thoải mái nhất. Cố gắng giữ cho lưng thẳng, hai tay bạn đặt lên đầu gối, vai mềm và thả lỏng ra. Khuôn mặt mềm, khóe miệng và mắt mềm ra. Nhẹ nhàng hít bằng mũi, rồi thở dài ra bằng mũi. Cố gắng quan sát nhịp thở sâu và đều. Hơi thở dài ra. Cảm giác bụng và lồng ngực của bạn nhấp nhô, nhịp nhàng lên xuống trong mỗi nhịp hít vào và thở ra. Hãy giữ mọi thứ yên tĩnh và giữ đỉnh đầu của bạn thả lỏng cùng với toàn thân. Một vài nhịp thở nữa. Hít sâu, kéo dài hơi thở, rồi thở ra, nhẹ nhàng đẩy hết khí ra ngoài. Hãy tưởng tượng luồng khí đi vào và đi ra. Hãy tưởng tượng hơi thở của bạn mềm và êm, nhịp nhàng lên và xuống. Một nhịp thở cuối cùng, hít sâu, rồi thở dài ra, nhẹ nhàng giữ hai tay trên đầu gối. Bạn hít vào, đẩy lồng ngực về phía trước, kéo căng cằm lên trời. Thở ra, nhẹ nhàng cuộn bụng vào trong, kéo vai ra sau, cằm kéo xuống lồng ngực. Lặp lại, hít vào, đẩy lồng ngực vươn cằm lên, mở vai ra. Thở ra, cuộn vai, đẩy bụng vào trong, cuộn tròn lưng lại. Hít sâu, đẩy người về trước, ngẩng mặt lên. Thở ra, kéo cằm xuống lồng ngực, cuộn tròn người. Nhịp nữa, hít vào, rướn người lên. Và thở ra, cuộn tròn người lại. Nhịp cuối cùng, hít vào, đẩy ngực về trước, kéo cằm cao lên. Rồi thở ra, nhẹ nhàng quay lưng về vị trí trung tâm. Từ từ mon men đi các ngón tay về phía trước, nằm rạp lồng ngực xuống sàn, vươn các ngón tay dài về trước, thả lỏng trán xuống sàn và thả lỏng vai xuống luôn. Mình sẽ xoay về một bên cho bạn dễ thấy nha. Lắc nhẹ hai vai, cố gắng rướn dài lưng về trước, lắc mềm lưng qua phải qua trái. Rồi mon men đi hết các ngón tay và nằm rạp đầu về đầu gối bên phải. Cảm giác lườn bên trái của bạn kéo giãn ra. Rồi nhẹ nhàng vươn về giữa, lắc nhẹ vai,
qua phải qua trái và vươn hết hai tay về bên trái, rạp lồng ngực của bạn xuống đầu gối bên trái và kéo giãn lườn bên phải ra. Giữ đây thêm chút xíu nữa. Rồi quay về vị trí trung tâm. Tắt nhịp nhàng hai vai, lọng trán xuống rồi nhẹ nhàng cuộn hai tay vào đùi. Thẳng lưng, mở vai lên và ngồi thẳng lên. Từ vị trí này, bạn vươn hai tay về trước, đùi đầu gối của bạn ra sau. Hai tay thẳng hàng với vai, hai đầu gối thẳng hàng với hông. Mình tập một vài động tác khép khao. Hít vào hạ eo, ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra cuộn lưng vào trong, cầm kéo vào lồng ngực. Hít vào hạ eo, nhìn lên. Thở ra cuộn tròn lưng, kéo cầm vào ngực. Hít hạ eo, đẩy thẳng tay, ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra, cuộn bụng cao lên, đẩy thẳng vai lên. Hít, hạ eo, nhìn lên. Thở ra, quay về vị trí trung tâm, vươn tay phải về trước và chỉ chân trái ra sau. Cảm giác người bạn kéo giãn dài ra theo hai chiều. Cố gắng nâng cơ bụng của bạn lên, đừng để bụng bị lỏng xuống dưới. Vươn dài tay về trước và vươn dài chân ra sau. Rồi thở ra, hạ tay, hạ chân, đổi bên. Vươn tay trái về phía trước, chỉ thẳng chân phải ra sau. Kéo giãn người ra theo hai chiều. Mũi tay vươn về trước, mũi chân vươn ra sau. Cơ bụng siết chặt lại. Giữ thêm chút xíu nữa. Và hạ tay, hạ đầu gối, lắc nhẹ hông, lắc nhẹ vai. Bạn cắt đầu ngón tay về đầu thảm, nhón mũi chân và đẩy dài người lên. Động tác đao đót đầu tiên. Đẩy hông cao lên trời, rạp dài người xuống. Bạn có thể lắc nhẹ mông qua phải qua trái. Cảm giác thắt lưng của bạn giãn ra. Bạn có thể khuỵu nhẹ hai đầu gối, đẩy người. Rồi từ từ bước hai chân lên đầu thảm, rạp lồng ngực xuống. Thở ra. Hít vào, ngẩng mặt, nhìn lên. Cuộn từng đốt sống từ từ nâng người lên. Lật người lên và mở vai. Đứng lên đầu thảm, bắt đầu chuỗi chào mặt trời đầu tiên. Hai tay bên cạnh người, nhìn thẳng về phía trước. Mũi chân khép, gót chân hơi mở ra. Hít vào vươn hai tay, giãn dài người lên trời. Thở ra rạp dài về trước, hai tay bên chân. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra, rạp xuống sàn, bước chân phải ra sau, nhón mũi chân phải nhìn về trước. Đưa hai tay ra sau xuôi theo thân, từ gót chân tới đỉnh đầu là một đường thẳng, rướn người ra. Hít vào lệch hai tay, vươn người lên trời, xòe các ngón tay và vươn cao lên trời. Giữ đầu gối sau thẳng, đầu gối trước vuông góc. Hạ hai tay chỉ ra sau trở lại, giãn thẳng người. Rạp hai tay xuống sàn, bước ra sau, plank. Đổ xuống sàn, uốn lồng ngực, ngẩng mặt nhìn lên. Động tác chó ngẩng mặt. Nhón mũi chân, đẩy ra sau. Động tác chó úp mặt. Đá chân phải của bạn cao lên trời. Bước chân phải về trước, lên giữa hai tay. Nhón các đầu ngón tay, rồi đưa hai tay xuôi theo thân phía sau. Giãn từ gót chân tới đỉnh đầu. Hít vào vươn hai tay, rướn dài người lên trời. Thở ra, chỉ hai tay ra sau, đẩy căng vai về phía trước. Rồi rạp hai tay xuống sàn, bước ra sau, plank. Đổ dài người xuống, uốn lồng ngực nhìn lên, ốp đó. Đẩy ra sau, đao đó, giãn ra. Quỵ nhẹ hai đầu gối, ngẩng mặt nhìn về trước. Bước hoặc là nhảy lên đầu thảm, rạp ngực xuống, thở ra. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra rạp xuống. Hít vào, vươn dài hai tay lên trời. Thở ra, chắp hai tay xuống trước lồng ngực. Mình tập cho chân trái. Hít vào, vươn hai tay, rướn dài người lên. Thở ra, rạp hai tay xuống sàn. Hít vào, ngẩng mặt, nhìn về trước.
thở ra rạp xuống, bước chân trái ra sau, mũi chân trái chống nhìn về trước. Hai tay đưa xuôi theo thân về phía sau, dạng lưng. Hít vào, vươn hai tay thẳng lên trời, giữ đầu gối sau thẳng, đầu gối trước vuông góc. Thở ra, rạp lồng ngực về phía trước và đưa hai tay dài ra sau. Hạ hai tay dưới sàn, bước ra sau plank, chaturanga. Hít vào, up dog nhìn lên. Thở ra, downward facing dog. Giữ đi một chút xíu, lắc nhẹ hông vai. Đá chân trái cao lên trời, bước chân trái lên giữa hai tay, nhìn về trước. Hít vào đưa hai tay ra sau, giãn dài vai. Mở lồng ngực, vươn hai tay lên trời, kéo giãn lưng ra. Thở dài, đẩy hai tay ra sau, rướn người về phía trước trở lại. Rạp hai tay xuống sàn. Bước ra sau, plank. Đổ rạp người. Up dog nhìn lên và đẩy ra sau, down dog. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về trước, nhảy hoặc là bước chân lên đầu thảm, rạp dài ngồi xuống. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, thở ra rạp xuống sàn. Hít vào, vươn hai tay, rướn dài người lên luôn. Và thở ra, chắp tay về trước lồng ngực. Giữ người đứng thẳng trong động tác trái núi, mình tập chuỗi sun salutation B. Hít vào, khuỵu gối vươn tay trong động tác cái ghế. Thở ra, chắp tay, rạp lồng ngực. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra, rạp tay, nhảy ra sau, plank, chaturanga. Hít vào, up dog. Thở đẩy dài ra sau, down dog. Đạp gót chân trái vào trong, bước chân phải lên giữa hai tay, chắp hai tay, hít vào vươn lên. Thở ra rạp hai tay xuống sàn, bước ra sau plank. Đổ dài người, uốn lồng ngực, ngẩng mặt nhìn lên. Và thở dài ra sau, đào đó. Đổi bền. Đạp gót chân phải, bước chân trái lên giữa hai tay, nhìn về trước. Hít vào chắp hai tay, vươn cao lên trời. Thở ra rạp hai tay xuống sàn, bước ra sau plank, đổ dài người xuống sàn, ngẩng mặt hít vào nhìn lên, thở ra đẩy dài ra sau, down dog. Giữ đây hai nhịp thở hít sâu, rồi thở dài, lắc nhẹ hông, nhẹ nhàng khuỵu hai đầu gối nhìn về trước, nhảy bật chân lên giữa hai tay, rạp lồng ngực xuống, hít vào ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra rạp xuống. Hít vào, vươn hai tay lên luôn. Hạ hông ra sau, giữ trong tư thế cày ghế, rồi thẳng lưng, hai tay chắp trước ngực. Vẫn đứng lên đầu thảm, hai tay chắp trước lồng ngực, nhẹ nhàng nhón mũi chân phải và nâng đầu gối phải lên. Mũi chân phải chỉ dưới sàn, đầu gối phải nâng cao, nếu được bạn vươn hai tay lên trời, giữ thăng bằng. Hít sâu. Thở ra, rạp dài người xuống, đạp gót chân, đạp mũi chân phải ra sau, nhìn về trước. Hít vào, tay trái đưa qua bắp đùi bên phải, vươn tay phải lên trời, rướn tay phải vuông góc lên. Đổ người về trước và chỉ tay phải thẳng về phía trước, rồi rạp tay phải xuống sàn, vươn tay trái lên trời, mở vai ra. Chống tay trái xuống sàn, nhìn về trước. Hít vào, vươn hai tay, rướn dài người lên. Thở ra, rạp hai tay xuống sàn, đưa chân trước ra sau, đá cao lên trời. Vươn về trước, chaturanga một chân, đổ xuống sàn, uốn lồng ngực nhìn lên. Và đẩy ra sau, đeo đó. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về trước. Bước hoặc là nhảy hai chân lên đầu thảm, rạp người xuống. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra, rạp xuống sàn. Hít vào, vươn hai tay, đồng thời co gối trái, chỉ mũi chân trái xuống sàn, lướn người lên. Giữ cho người thăng bằng ở đây.
thở ra rạp hai tay xuống bên chân, chân trái bước ra sau, mắt hướng nhìn về phía trước. Rồi từ từ đưa tay phải qua bắp đùi trái, tay trái vươn lên trời, kéo dài người lên. Đầu gối trước vuông góc, đầu gối sau thẳng, các ngón chân sau bám dưới sàn. Chỉa thẳng tay trái về phía trước, rồi rạp tay trái xuống sàn, vươn tay phải cao lên trời. Kích hoạt các ngón tay vươn dài lên, giữ cho hai vai kéo căng ra. Chống tay phải xuống sàn, nhìn về trước, rút chân trước ra sau, đẩy cao chân phải lên trời. Rạp người xuống plank một chân, uốn lồng ngực ngẩng mặt nhìn lên và nhón mũi chân đẩy ra sau, đào đó. Lắc nhẹ hông bên phải bên trái, rồi khuỵu hai đầu gối nhìn về trước, bước hoặc nhảy hai chân lên đầu thảm, rạp người xuống, thở ra. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, thở ra rạp xuống sàn. Hít vào, vươn hai tay kéo dài người lên, co đầu gối phải một lần nữa. Thở ra rạp hai tay, bước chân phải ra sau. Hít vào, vươn hai tay lên trời rướn. Thở ra hai tay chắp trước ngực, xoắn hết người về bên trái. Bẫy cùi chỏ vào đầu gối bên trái, xoắn lưng qua. Cố gắng giữ thẳng chân sau và ngẩng mặt nhìn lên trời. Nhẹ nhàng xoay mặt về trước, hít rướn hai tay lên trời. Thở ra rạp hai tay xuống sàn, đưa chân trước ra sau đã cao lên trời, vươn về phía trước Chaturanga, hít vào nhìn lên ốp đó và thở đẩy ra sau, đào đó. Khuỵu hai gối nhìn về trước, bước lên đầu thảm, rạp người xuống, thở ra. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, thở ra rạp xuống sàn. Hít vào, vươn hai tay rướn dài người, co đầu gối trái lên luôn. Chỉ mũi chân trái xuống sàn. Thở ra, rạp dài hai tay xuống, bước chân trái ra sau, nhìn về trước. Hít vào, vươn hai tay lên trời, kéo vuông góc hai bàn tay, chỉ các ngón tay lên. Thở ra hai tay chắp trước ngực, cùi chỏ trái, chống vào đầu gối bên phải và bẫy hết người về bên phải. Ngẩng mặt nhìn lên trời, cố gắng nâng thẳng đầu gối sau. Đạp gót chân sau căng ra sau. Giữ đây, hít thở chậm. Nhẹ nhàng xoay về trước, hít vào vươn hai tay lên. Thở ra rạp hai tay xuống, đưa chân phải ra sau đã cao lên trời. Vươn về trước Chaturanga, hạ lồng ngực uốn người nâng lên và thở ra đẩy ra sau, đào đó. Lắc nhẹ hông qua phải qua trái, đẩy người ra sau, bám hai tay về dưới sàn. Vươn toàn bộ người về trước trong động tác plank pose, bám chặt hai tay, nghiêng hai gót chân về bên phải, vươn tay trái lên trời, xòe các ngón tay kéo dài lên. Giữa động tác side plank, cố gắng vươn các đầu ngón tay cao và nâng hông cao lên. Chống tay trái xuống sàn, về lại plank, nghiêng hết hai gót chân về trái, vươn tay phải cao lên, rướn hông cao, đẩy thẳng hai chân. Chống bàn tay phải xuống sàn, quay lại plank pose, rướn dài người về trước Chaturanga, uốn lồng ngực và ngẩng mặt nhìn lên, giữa động tác cobra, xoay mặt nhìn qua gót chân bên phải, xoay về trước, rồi xoay mặt nhìn qua gót chân bên trái và xoay về trước, khuỵu hai đầu gối đùi hông ra sau, ngồi thả lỏng trong tư thế em bé, trán hạ xuống sàn, cùi chỏ thả lỏng ra, nhịp thở đều lại, hít mũi và thở dài ra bằng mũi.
Từ từ bạn tay về trước, ngẩng mặt nhìn lên. Đẩy người về trước, đưa hai chân và ngồi lên đầu thảm. Hai tay đặt lên đầu gối, nhắm mắt lại, điều tiết nhịp thở êm và đều lại. Hít mũi sâu, rồi thở dài ra. Dùng tay phải nắm lấy mép ngoài của chân trái và đá thẳng chân trái về phía trước. Vươn tay trái ra sau, chống các đầu ngón tay dưới sàn, bẫy lưng căng ra sau và xoay mặt nhìn ra sau luôn. Nếu được, bạn nhấc các đầu ngón tay khỏi sàn và chỉa thẳng tay ra sau. Bẫy vai phải về trước và bẫy vai trái ra sau. Từ từ xoay mặt về trước, hạ tay xuống trở lại. Kéo chân trái vào trong, đưa chân phải về phía trước, tay trái nắm lấy mép ngoài của chân phải và đá thẳng về trước. Tay phải đưa ra sau, chống các đầu ngón tay xuống sàn và bẫy hết vai của bạn ra sau. Nếu bạn chưa thẳng được bàn chân phía trước thì cố gắng khuỵu đầu gối một chút cũng được. Và nếu được nữa, bạn vươn tay phải chỉa thẳng ra sau, xòe các ngón tay kéo về phía sau. Bàn chân bạn đạp căng về phía trước, bàn chân tay bạn kéo dài ra sau. Vai mở ra, lồng ngực mở ra. Nhẹ nhàng xoay về phía trước, hạ tay, hạ chân xuống sàn trở lại. Hai chân mở rộng ra bằng hông. Hít vào, bạn vươn hai tay lên trời, kéo giãn người lên. Thở ra rạp về phía trước, cố gắng hóp bụng lại và rướn dài lưng về phía trước. Đừng cúi đầu xuống mà vẫn cố gắng rướn và nhìn thẳng về trước. Rạp xuống thêm chút xíu, mỗi nhịp thở ra rạp thêm chút xíu, cho tới lúc bạn nắm được bàn chân, kéo căng hai cùi chỏ và đẩy lồng ngực về phía trước. Khuỵu hai cùi chỏ, đẩy ngực về phía trước, giãn dài cột sống ra, ép bụng vào bắp đùi, rướn dài ra. Giữ đây một chút xíu, kéo dài các đốt sống, kéo vai căng về phía trước, rạp xuống chút xíu nếu được. Rồi từ từ nắm lấy chân và thả lỏng trán xuống luôn. Hai cùi chỏ khuỵu ép xuống sàn, đầu rướn về phía trước, hạ trán xuống sàn, hít vào, chỉa thẳng hai tay về trước, lật người vươn lên trời. Thở ra, hạ hai tay xuống, chống hai tay ra sau mông, chỉ các đầu ngón tay về phía mông. Hít vào, chỉ mũi chân đạp chắc bàn chân xuống sàn và nâng hông lên, ngẩng mặt nhìn lên trời. Siết căng cơ bụng và đẩy mông cao lên. Giữ ở đây. Hít, rồi thở dài ra, hạ hông xuống sàn. Đưa hai tay về phía trước, nâng hai chân lên. Giữ căng cơ bụng, chỉ mũi chân và mũi tay về phía trước. Cố gắng rướn lưng thẳng ra, giữ. Cố lên một nhịp nữa thôi. Chỉ dài tay dài chân ra. Hít sâu. Thở ra, hạ hai cùi chỏ xuống dưới sàn. Chỉ chân về trước 45 độ. Siết chặt cơ bụng lại, giữ ở đây. Cố gắng rớt hai cùi chỏ xuống dưới sàn và nhìn thẳng về phía trước. Mũi chân chỉ dài ra, cơ bụng chắc lại. Hít bằng mũi rồi thở ra. Nhẹ nhàng hạ chân xuống sàn, hạ hai bàn tay xuống và nằm ngửa ra thảm. Hai tay bạn xuôi theo thân. Hai chân khép lại, bạn nâng chân phải lên trước, siết cơ bụng và ép chặt thắt lưng của bạn dưới sàn, rồi nâng chân trái lên. Xòe các ngón tay rộng chỉ phần bâu lên trời, bắt đầu hạ hai chân xuống sàn. Hít vào, nâng hai chân lên. Thở ra, hạ hai chân xuống sàn. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ xuống, cố gắng vẫn chỉ căng các đầu ngón chân. Hít lên, thở ra, xuống. Hít, kéo căng chân. Thở ra xuống, cố gắng giữ đầu gối thẳng ra, hít lên.
rồi thở ra, hạ hai bàn chân xuống sàn, chống hai chân về cạnh mông, úp hai bàn tay và hít nâng hông cao lên vào động tác cây cầu, hai tay đan chắc lại, giữ ở dưới lưng, bàn tay ép dưới sàn, mở hai vai chặt vào trong, các đốt sống cổ của bạn giãn ra, đạp nguyên hai bàn chân dưới sàn, cố gắng đừng nâng gót chân lên, giữ đầu gối và gót chân thẳng hàng nhau, giữ đây thêm một chút, hít sâu và thở dài ra, từ từ mở ngang hai tay, thả lỏng từng đốt sống xuống sàn, rớt từng đốt cho tới khi thắt lưng và các đốt sống cùng rớt xuống sàn. Nghiêng hai đầu gối qua bên phải, rồi nghiêng hai đầu gối qua bên trái. Một nhịp nữa nghiêng qua phải, rồi nghiêng qua trái. Từ từ vắt chân phải qua chân trái, xoắn người về một bên, kéo đầu gối đổ về bên trái và xoay mặt qua bên phải. Giữ ở đây, hít thở đều, cảm giác phần hông hơi xoắn qua, phần vai hơi mở ra. Từ từ vươn ra giữa và đổi bên, vắt chân trái qua đầu gối bên phải, móc chân vào, rạp đầu gối về bên phải và thả lỏng trán vai về bên trái. Nhịp thở đều lại, hơi thở êm ra, cảm nhận phần thắt lưng hơi xoắn và phần vai hơi xoắn. Rồi từ từ quay người về vị trí trung tâm, nằm vào giữa thảm, nâng hai chân lên trời, lắc 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 hai bàn chân, rồi thả đột hai chân xuống sàn, thả lỏng không trọng lượng, nâng lồng ngực, thả lỏng lồng ngực xuống, kéo hai tay xuôi theo thân, các đầu ngón tay co mềm tự nhiên, lòng bàn tay ngửa, toàn thân nằm dài, hít bằng mũi rồi thở dài ra, cố gắng giữ nhịp thở sâu, giữ cho toàn thân thả lỏng và mang ý thức thả lỏng cùng với toàn thân. Cảm ơn bạn đã tập cùng Yogi Travel VN. Mình up clip mới vào mỗi tuần. Hãy bấm vào nút màu đỏ subscribe ở bên dưới để không bỏ lỡ bất cứ clip nào nha. Cảm ơn. Namaste.